Thưa quý vị, ngày 22 tháng 9, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai đã khai mạc trọng thể tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực cùng đại diện các tổ chức phi chính phủ, giới khoa học, tài chính và doanh nghiệp. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị. Phát biểu tại phiên toàn thể đầu tiên của hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, trí tuệ con người đã giúp thay đổi thế giới và cuộc sống con người, song cũng chính con người là tác nhân gây ra nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, sự suy kiệt tài nguyên hay chế tạo các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhấn mạnh những lựa chọn ở hiện tại sẽ định hình tương lai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, mục tiêu phát triển bền vững của thế giới và lợi ích của con người phải được đặt ở vị trí trung tâm là mục tiêu cao nhất. Theo đó thành tựu khoa học công nghệ phải phục vụ tiến bộ xã hội, hướng về con người, giải phóng con người, phát triển con người toàn diện không ngừng cải thiện đời sống, bảo đảm lợi ích và hạnh phúc của nhân loại và vì thế hệ tương lai, tập trung vào phát triển kinh tế, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, nâng cao chất lượng sống của người dân, xóa đói giảm nghèo, cũng như cần thúc đẩy hợp tác, không được biến thành công cụ để chống lại các quốc gia, đi ngược lại khát vọng hòa bình, phát triển, công bằng và công lý của các dân tộc. Để làm được điều đó trong giai đoạn mang tính bước ngoặt này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cần tăng cường đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến trương Liên hợp quốc. Giải quyết các bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tăng cường đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu trong các lĩnh vực phục vụ con người như y học, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các giải pháp để phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, các nước nhất là các nước lớn cần hành xử có trách nhiệm, chia sẻ các thành tựu chung về nghiên cứu khoa học công nghệ để cùng phát triển. Ủng hộ vai trò trung tâm và đi đầu của Liên hợp quốc cùng với các tổ chức khu vực gồm có ASEAN trong đó thúc đẩy hợp tác và ứng phó với các thách thức toàn cầu và tận dụng những cơ hội có được từ tiến bộ khoa học công nghệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định nhân loại đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào thời đại mới kỷ nguyên phát triển mới tốt đẹp hơn, vì sự phát triển tiến bộ, công bằng xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của người dân, khi tất cả cùng thống nhất, nhận thức, cùng hành động, cùng nỗ lực và hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và khẳng định, cam kết Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng thế giới hòa bình, phát triển, bình đẳng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân loại. Nhân dịp này, hội nghị cũng đã nhất trí thông qua văn kiện vì tương lai, văn kiện số toàn cầu và tuyên bố về các thế hệ tương lai. Các văn kiện này có nội dung toàn diện, đề ra những hành động, mục tiêu tham mong trên tất cả các lĩnh vực hợp tác tại liên hợp quốc. Một số ưu tiên cụ thể trong các văn kiện bao gồm tăng cường đầu tư, huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thiết lập các khuôn khổ nguyên tắc mang tính nền tảng để thúc đẩy hợp tác số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi và củng cố các thể chế liên hợp quốc và các thể chế tài chính quốc tế để kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.